变成索，证据被谁躲藏？尽力撥开，只得迷雾与烟幕。案在布局疑案，线索被谁封锁？踩层层揭破，流痕里仍确凿。每这片真相未来只分我，黑夜面前要继续前往。信我信再怎隐藏做作，仍难被识破。如若有真相未来也要走过，一切的坚持偶尔或无助。也要记得不要下沉，这一刻便冲动。người nó đang chảy rất nhiều máu, sắp tỉnh, anh hãy cùng tôi đi cứu con mèo đi. Đúng là thứ vong ân bội nghĩa, không những ăn cắp bí quyết của tôi mà còn mở một tiệm mì ramen ở gần khu này để giành khách với tôi. Tối mai tôi sẽ đi tìm hắn nói chuyện rõ ràng. Anh Tanaka sẽ không đóng cửa nghỉ bán đâu, chắc anh đã gặp chuyện gì rồi. Quay lại chỗ cũ đi. Lấy cái này. Ờ, dạ được. Giám trưởng, giúp tôi kêu những người đóng thế qua đây chụp ảnh vai trò. Anh dạ rõ, mọi người qua đây chụp ảnh vai trò trước đi. Nè, anh kia, theo tôi. Đạo diễn nói kêu anh thử vai. Thử vai gì chứ? Đi đi rồi biết, hỏi nhiều quá. Đi đâu vậy? Đi lẹ đi. Cảm ơn. Thầy Gia, giúp tôi lấy bộ đồ cho người diễn viên quần chúng mặc nha. Ai mặc? Người mặc áo đen kia kìa. Ờ, biết rồi. Đi bên này nè. Nè. Hỏi thầy đi, mặc bộ đồ của anh cũng được mà. Đã nói là vượt chỉ tiêu rồi, còn phải trước 3 giờ khuya nữa. Phùng Trang thì nói phải để thay đồ, đánh đèn thì nói dân chưa lắp xong. Vậy cuối cùng qua bên này quay luôn đi. 4 giờ sáng hay sao? Ê, người giả này được nè, Miko. Lát nữa cô với anh này mỗi người cầm một cái cây, dùng hết sức của mình đánh cho con thi ma này nha. Đánh hắn sọc. Ok không? Ok. À, ok, cái này không thua không? Mọi người chuẩn bị quay. Vị trí. Máy quay. Máy quay chuẩn bị. 1, 2, 3, action. Ê, cắt. Bọn hai người bá sai sao vậy? Đánh mạnh chút xíu đi. Phải dùng hết sức đánh vô con thi ma đó, có biết không? Về lại vị trí cũ giùm đi. Đợt thứ hai, 3, 2, 1, action. Chuyện gì vậy? Qua đây rồi nói, nhanh lên. Nè, tới dạng khuya thôi, đâu cần phấn khởi vậy. Không phải, vừa rồi lúc tôi đang chép dữ liệu, tôi đã lấy lộn cái thẻ nhớ cũ thay vì cái thẻ nhớ mới. Thẻ nhớ cũ mới gì? Hả? Mới hết cảnh quay. Cô đừng la lớn quá có được không? Vậy anh có định nói cho đạo diễn biết không? Dĩ nhiên không nói rồi, tôi mà nói tôi bị mất việc đó. Không phải đâu, trong thẻ nhớ chỉ có một cảnh quay thôi. Cô thấy tôi có thể lén lút nhờ Miku quay lại cảnh đó giúp chúng ta được không? Cô nghĩ cách này có ổn không? Anh thử giả bộ coi như không có chuyện gì xảy ra rồi bỏ đi, vậy có ổn không? Không ổn lắm. Anh có bị khùng không? Anh nghĩ cô sẽ giúp anh hả? À, trời ơi, vậy thì chết rồi. Khó khăn lắm mới tìm được công việc làm trợ lý chụp hình đó. Ê, lần này tiêu rồi. Nè, đợi đã, anh khoan bỏ cuộc. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Cảnh quay đó quay gì? Thì chính là cảnh quay cuối cùng. Máy quay quay thẳng vô lưng của Miku, cùng với người diễn viên quần chúng không ngừng đánh vô con thay mặt. Máy quay quay sau lưng, chỉ quay cái lưng thôi. Quay sau lưng làm gì phải thấy mặt? Tìm người đóng thế là được. Tìm ai đóng thế bây giờ? Miku. Quay sau lưng thôi mà. Oh,
Nè nè nè, có chuyện gì thanh cua? Làm gì kích động vậy? Mày có sao không? Chờ chút, nè. Thanh cua. Ê, nè nè, đúng lúc vậy, chuẩn bị xong hết rồi, đi nè, thôi. Nè khoan khoan khoan, anh có thấy thanh cua không? Nè, cô đói bụng thì để tôi cho con cháu bánh đỡ nha. Không phải đói bụng, mà là con chó của Miko. Nó vừa mới chạy từ hướng này ra, anh không thấy thiệt hả? Tôi không thấy cái gì thiệt đó. Vậy đi tìm đi. Thanh cua. Lúc lúc. Ừ, xuống đó. Mèo. 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 Hú. Mèo. Mèo. Anh có nghe thấy tiếng gì không? Anh gâu xong thì có tiếng mèo đó. Vậy mèo. Hả? Mèo. Hú. 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 Mèo. What? Sao hai người lại kêu tiếng mèo vậy? Chúng tôi đang tìm con mèo, sao hai người cũng kêu tiếng chó vậy hả? Chúng tôi đang tìm hải sản. Rồi phải tìm thêm người diễn quần chúng nữa. Hai người cũng bận ghê ha. Đúng đó, bận lắm. Nè, để chúng tôi làm việc xong tìm hai người nói chuyện tiếp nha. Ê khoan đã, cô là người đã chụp được tấm hình con mèo đang chảy máu và gửi cho cô ấy phải không? Cô chụp được ở đâu vậy? Ờ, ở con đường vừa nãy chúng tôi đang quay phim đó. Đường bên kia hả? Vậy chúng ta qua bển tìm đi. Ờ, hay chúng ta cùng nhau tìm đi, bốn người sẽ nhanh hơn đó. Ừ. Ok, qua kia. Các bạn trong đoàn giới thiệu cái đã. Thực ra thanh cua không phải là hải sản để ăn đâu, mà nó thực ra là một con chó. Mọi người để ý nha. Nếu để Miko biết chúng ta làm mất thanh cua thì lần này đúng là chết thiệt đó. Nói đúng hơn là cầu mong nó đừng gặp chuyện gì thì có. Đừng có nói nhiều nữa, tôi đói bụng muốn chết luôn rồi nè. Thanh cua, mày quay về đi. Thanh cua. Chờ chút, tôi lại kết nối được sóng điện não với mèo con rồi đó. Chờ một chút. Bên trái. Hả? Cô đang nhìn bên phải thì phải. Bên kia kìa. Bên trái tôi, bên phải của mọi người. Hey, đi theo trước đi. Ê, Tài Gia, tôi nhìn thấy cái người diễn viên quần chúng đang ngồi trong hẻm nè. Hẻm này hả? Để tôi vô đó. À, này nè, cô giúp tôi kéo hắn về trường quay đi. Tôi về chuẩn bị máy quay trước. Ok ok. Nè, chúng tôi đi tìm người trước, có gì gọi điện. À. Mèo con. Mèo con. Mèo con, có phải mày thấy đau lắm không? Suốt cuộc là ai đã làm mày bị thương vậy? Anh là ai? Rốt cuộc thì cái lưỡi vàng của anh phải thử bao nhiêu lần nữa mới đủ đi hả? Đang sử dụng phép lộ trừ, thử luôn tiệm này đi. Này, tôi không chơi với anh nữa, tôi phải về ngủ thiệt á. Ăn xong phải tập thể dục nữa, hỏng với tôi đi. Đồ thần kinh. Sếp tỉnh. Tránh ra nghe không? Đừng chạy nữa. Tôi nghi ngờ anh hành hạ động vật. Theo tôi về sở cảnh sát. Hành hạ động vật gì chứ? Cái này là gì? Là lòng mèo chứ gì? Cái này là chứng cứ anh hành hạ động vật. Tôi là tình nguyện viên bảo vệ động vật. Tôi chuyên phụ trách bắt mèo quan đi triệt sản. Tại sao anh lại chạy nhanh vậy? Anh điên cuồng dí theo tôi. Dĩ nhiên phải chạy rồi. Sẽ tỉnh. Anh nói đúng đó. Tôi vừa mới giúp con mèo khử độc toàn thân rồi, thì ra nó không hề bị thương. Nhưng mà không hiểu tại sao toàn thân của nó đều dính máu đỏ. Thì ra mèo con không phải bị thương. Trước đó anh từng gặp con mèo này à? Đúng vậy, trước đó trên trang thảo luận tôi có nhìn thấy con mèo này toàn thân đều là máu. Tôi sợ nó bị thương nên mới tìm tới đây để coi sao đó. Đúng đó, trước đó tôi có đăng tấm hình mèo con lên trang thảo luận. Sao cô không nói sớm chứ? Sao hai người cũng ở đây vậy? Có người sư phụ, nó đệ tử của ảnh, mở tiệm mì ra mai y chang như tiệm của ảnh, nên chúng tôi mới định đi ăn thử coi mùi vị ra sao. Sao hôm nay ai cũng tìm đồ hết vậy? Thôi đi, mấy tiệm mì ramen đều có trên app, chúng tôi đã đi tìm khắp nơi ăn thử hết rồi. À phải, tôi biết có một tiệm mì ramen lên app không có tìm được đâu. Tiệm đó nằm ở dưới lầu văn phòng của chúng tôi dẫn mọi người đi. Ừ.
chính là tiệm này nè. Nếu không nhờ anh dẫn tôi tới, tôi cũng không biết ở đây có tiệm mì ramen đó. Cảm ơn anh nha. Có bộ chúng ta đã tìm đúng tiệm rồi thì phải đó. Cách bài trí và sắp xếp đồ đạc của tiệm này hầu như giống y chang như tiệm mì của Điền Trung. Có ai không? Xin lỗi đã làm phiền. Tới liền, tới liền. Ê, hoan nghênh quý khách. Chúng tôi muốn gọi hai tô mì ramen vị muối với lại thêm bộ phần takoyaki. Dạ được. Nè, tôi không ăn thiệt nha. Tôi mời anh ăn được chưa? Không phải là vấn đề mời hay không. Thân hình của anh thì có thể ăn được 10 tô, nhưng mà thân hình của tôi... Tô cuối cùng, tôi có linh cảm, lần này nhất định đúng. Xin mời. Xin mời. Y chang thiệt đó. Cách bài trí ở đây cũng rất giống đó. Ê, thật ngại quá. Ê, ê, anh kêu ổng làm gì vậy? Lúc nãy trước khi chúng ta chưa bước vô, ở đây không có bóng người nào hết. Tới khi chúng ta bước vô, ổng hốt hoảng từ trong bếp bước ra, chưa kể còn đổ đầy mồ hôi. Không biết ổng có bắt cóc ai ở trong phía sau không nữa. Không, không phải đâu. Liệu ổng có giết chết anh Thanh Ca không ta? Nghĩa là anh đang nghi ngờ. Lúc này ông đang dọn dẹp hiện trường nên ông mới bước ra lâu như vậy, có phải không? Còn cách giải thích hợp lý không sao? Một cán bộ chúng ta đừng nên hỏi nhiều quá. Lỡ có hỏi cái gì sai, có khả năng ông sẽ giết luôn chúng ta luôn á. Hay là vậy đi, tôi ra phía sau coi thử. Anh dù ông giúp tôi nhìn qua chỗ khác. Tôi... Tôi đi toilet một lát nha. Sư phụ. Sư phụ, nước lèo này của ông đó. Hòa quyện với vị muối, ăn rất ngon đó. Nghĩa là nước lèo rất thanh ngọt. Chứ ông xài loại muối tốt nhất có phải không? Chuyện gì vậy? Thật ngại quá, tôi không kiềm chế được. Thì ra ông cũng là fan của Momoshima Sensei hả? Cậu ra ngoài trước đi hả? Chúng tôi đi ra liền. Cậu tưởng là tìm được anh Tanaka rồi chứ. Tanaka? Tanaka? Ông là đệ tử của Điện Trung thiệt hả? Tôi là sư phụ nó thì có. Hồi đó sau khi tôi ở Nhật học xong nghề bếp thì đã về Hồng Kông phát triển và mở một tiệm mì ở trong khu này. Vào 3 năm trước, tôi đã nhận Điền Trung làm đệ tử đầu tiên của tôi. Ban đầu tôi còn tưởng thanh niên trẻ không thể chịu cực chứ. Ai ngờ Điền Trung rất siêng năng, còn không sợ làm từ dưới lên. Tôi thấy nó có thành ý như vậy nên mới bắt đầu dạy nó nấu mì ramen, và còn đem bí quyết nấu nước lèo của tôi nói hết cho nó biết. Nhưng thật sự tôi không thể ngờ, sau khi Điện Trung học hết bí quyết của tôi, khi không lại ở trước mặt khách ăn, nói mì ramen do tôi nấu rất khó ăn, còn dạy ngược lại tôi nữa chứ. Nó tưởng nó mới là sư phụ tôi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Sau ngày hôm đó tôi không quay về đây nữa. Có hôm tôi dọn đồ thì phát hiện có một hũ thuốc ghi là thuốc thần kinh. Lúc đó tôi thấy lo cho nó. Sau này có một vị khách quen nói với tôi, thằng quỷ sứ đó cũng mở một tiệm mì ở gần khu này nè, mà còn bán luôn mì ramen vị muối nữa. Hai vị nói đi, mì mà tôi nấu ngon hơn hay là mì của nó ngon hơn? Mọi người đều có đặc sắc riêng. Lúc tôi khám bệnh cho anh Điền Trung cũng không ngờ anh bệnh nặng tới vậy, nhưng mà tôi sẽ xuất thật đó. Thì ra anh lại mắc bệnh về thần kinh nặng tới như vậy. Nếu như vị sư phụ nói là thật đó thì anh Tanaka đúng là bị điên thật rồi. Anh tự xem mình là sư phụ, còn sư phụ trở thành đệ tử.
Theo tôi thấy thì anh đã mắc chứng quan tưởng. Chúng ta phải bị quan tưởng đó, còn tưởng anh gặp chuyện gì. Đây, bạch tuộc nướng là món ăn nổi tiếng của quán đó. Khách hàng ăn xong á, ai nấy đều khen không ngừng miệng. Cẩn thận chút đi, mẹ con mới tâm sự với tôi nói, nó muốn tìm lại má của nó. Nếu mạnh lớn tiếng quá, sẽ làm mẹ con sợ chạy mất đó. Tôi nhớ là ở gần đây có một con mèo mẹ đang mang thai. Chắc là nhà nó ở xung quanh đây thôi à. Tiêu rồi, giờ nãy tôi còn tưởng mèo con bị thương, còn dùng cồn để sửa vết thương cho nó nữa, làm mất bộ cơ thể của nó rồi. Theo anh có khi nào người nhà nó không nhận ra nó hay không hả? Tôi nghĩ nếu là má tôi chắc chắn sẽ nhận ra tôi thôi. Ừ. Rồi. Đánh mạnh tay lên. Đánh đi, đánh đi. I hate you. I hate you. I hate you. Để chung, để chung. Cắt. Chị ta gia. Hả? Cô có thể đừng động đậy nhiều quá được không? Quay trúng mặt của cô hết rồi. Vậy phải làm sao? Tôi muốn chân thật một chút. Trợ lý đạo diễn, máy quay nằm trên tay anh, dĩ nhiên phải nhường tôi, đâu phải tôi nhường anh. Nè, tôi có thể thề với trời đất tôi đã nhường hết mất rồi, nhưng mà cái đầu của cô cứ như vậy. Quý à, chuyện gì vậy? Bây giờ tôi muốn xem lại cảnh quay mà Miko đánh thấy má lúc nãy á. Vẫn chưa sang máy, thầy nhớ đã ở chỗ của Long Hữu. Long Hữu đâu rồi? Tôi vừa mới thấy ảnh, để tôi đi tìm cho. Đi tìm mau lên đi. Long Hữu, đi đâu vậy? Đạo diễn đang tìm kìa. Mau đi đi, mau đi đi. Mau đi đi. Đi đi. Long Hữu, anh làm gì ở đây vậy? Không có, tôi đây thử máy thôi. Ngoài kia làm tới không kịp, đạo diễn đang tìm anh để xem lại đoạn phim đó. Đi đi. Vậy sao? Để tôi qua đó. Đạo diễn. Đạo diễn. Chưa sang đoạn phim qua máy mà đi lười biếng thẻ đâu. Được được, làm phiền anh. Mau lượm này đi, mau lên mau lên. Ồ. Wow, sâu lắm đó. Tôi suy nghĩ lại rồi, cảnh quay này chúng ta có thể cắt bỏ được, không có quan trọng. Cảnh tiếp theo, mau lên mau lên mau lên. Mọi người vào vị trí đi. Thanh Cua. Chị Miko, chị không có quay cảnh này hả? Tuy là tôi đóng vai nữ chính, cũng không nhất thiết phải có mặt mỗi ngày. Tôi cũng đang rảnh nên là tới tìm Thanh Cua chơi một chút. Ờ, chị uống trà đi, tôi vừa mới pha xong đó. Ờ, tôi thấy vừa rồi chị cũng phải chạy hết mấy vòng chắc mệt rồi ha. Ừ, uống trà đi. Kỳ lạ thật, sao hôm nay Thanh Cua lại im lặng quá vậy? Thanh Cua. Xin lỗi nha chị Miko, tôi đã... Thanh Cua. Ôi trời, ngoan lắm ngoan lắm. Nè, ôi tao nhớ mày quá. Sao vậy? Vừa rồi sao cô lại xin lỗi tôi vậy? Tôi đột nhiên nhớ ra tôi chỉ đổ nước nóng mà không đổ nước nguội vào bình giữ nhiệt. Tôi sợ chị bị phỏng. Cô khờ quá, chuyện nhỏ mà, xin lỗi gì chứ. Vậy thì tốt rồi. Chị hai người chơi vui ha. Là anh tìm thấy Thanh Cua hả? Thật ra là Kate dùng thuật kết nối để nói chuyện với Thanh Cua. Thanh Cua nói với cổ là trước giờ nó đều nghĩ bản thân không phải con chó mà là một con mèo. Chỉ là nó đang sống dưới lớp vỏ của con chó, cho nên chúng tôi đã tìm thấy nó trong ổ mèo. Anh có tin không? Thật ra tôi không tin cho lắm. Tôi tin đó. Có nhiều lúc tôi cũng cảm thấy tôi là một con mèo sống dưới lớp vỏ của con người. Ờ. Là thật đó. Được rồi. Sao cũng được. Nhưng hôm nay cũng tìm được con chó, cũng quay xong phim rồi. Ừ. Được rồi, tôi phải quay về làm việc đây. Ừ, bye bye. Bye. Mà nè, thật ra chúng tôi cũng sắp tan làm rồi, có muốn chờ chúng tôi đi ăn sáng chung không? Cũng được, dù sao tôi cũng bị mất ngủ. Vậy tôi sẽ đứng sang một bên xem mọi người quay phim. Được chứ, anh đi theo đám người đó đi. Đám người đó cũng tới xem quay phim đó. Ừ.
Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cắt! Có chỗ nào cần chỉnh sửa không đạo diễn? Cái cảnh quá ảm đạm. Đây là cảnh cuối cùng rồi đúng không? Tôi muốn nhìn nó hoành tráng một chút. Tôi hiểu rồi. Nè, tất cả mọi người nghe rõ. Người nào đang rảnh vào vị trí làm diễn viên quần chúng đi. Anh có nghe thấy không? Chuyện gì? Có hứng thú không? Tôi? Ừ, bọn anh không nghe thấy hả? Không được đâu, tôi làm cảnh sát mà không được làm thêm. Đây đâu phải làm thêm, tôi lấy tiền lương của anh đi làm từ thiện thôi. Cứ thử đi, dù gì anh cũng muốn xem mà, diễn chung luôn đi. Tôi phải về dọn dẹp lại máy móc đi. Gấp vậy sao? Rảnh nói chuyện sau nha. Không cần đâu, chúng tôi trả cho, đi trước đi. Cảm ơn. Bye bye. Tôi cần phải gấp vậy không? Cười gì vậy? Anh mới ngủ mấy đêm rồi. Cô đã từng nghe câu này chưa? Dùng một ngón tay chỉ người ta là dùng ba ngón tay chỉ bản thân. Đằng sau có cái gương kìa, cô tự soi lại mặt mình đi. Tôi đá cho anh chết luôn. Mà anh có từng nghĩ là có lẽ tới ngày chúng ta chết đi cũng không giải quyết được vấn đề mất ngủ không? Thậm chí là chúng ta sẽ vì bị mất ngủ nghiêm trọng mà đột nhiên sẽ chết luôn. Không hề. Nhưng mà đề nghị này cũng được đó. Tôi cảm thấy mất ngủ là một kết quả chứ không phải nguyên nhân. Vậy nguyên nhân của cô là gì? Ba của tôi là một người đàn ông. Lúc tôi còn nhỏ, ba tôi đã bỏ rơi tôi. Tôi còn nhớ rõ sáng hôm đó, sau khi tôi thức dậy, thì ông ấy đã không còn quay về nhà nữa. Cũng có thể vì chuyện này trước giờ cứ âm ỉ trong lòng tôi. Cho nên, tôi có hơi sợ việc đi ngủ đó. Thì ra cô giống hệt tôi. Cũng là vì vấn đề của các bậc phụ huynh. Lúc mà tôi còn nhỏ, ba má tôi đã không ở bên cạnh tôi rồi. Ba má anh cũng bỏ rơi anh hả? Có một tên hung thủ đứng trước mặt tôi, giết chết ba tôi. Tôi vẫn chưa tìm được tên hung thủ đó. Xin lỗi nha, có phải tôi không nên nói chủ đề này không? Nói ra cũng tốt mà. Dù sao tôi cũng đã chấp nhận rồi. Vậy có phải làm cảnh sát để điều tra vụ án này? Có phải quan hệ nhân quả hay không tôi không biết. Nhưng sau khi tôi làm cảnh sát xong, tôi từng thử tìm lại hồ sơ của vụ này.
chỉ là vẫn chưa tìm được câu trả lời. Tôi chỉ có thể nói với bản thân, đối mặt với hiện thực, buông bỏ mọi chuyện thôi. Nhưng mà anh càng muốn buông bỏ thì càng khó. Con người là vậy mà, đã nói không nghĩ tới thì lại nghĩ tới. Giống như ba của tôi vậy đó. Thật ra tới mặt mũi của ông ra sao tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng mà mỗi lần khi nhắm mắt lại, tôi sẽ lại tự hỏi bản thân, tại sao năm xưa ông ấy lại bỏ rơi tôi? Tại sao ông không cần tôi? Tôi tức cười lắm, thậm chí còn đi hỏi má tôi. Nhưng mỗi lần như vậy lại có một câu trả lời khác, giống như là bản thân má cũng không biết lý do là gì. Giống như chuyện chúng ta bị mất ngủ vậy. Khi càng muốn ngủ thì lại càng mất ngủ. Đúng vậy. À, anh nhìn chúng ta đi. Tình thương tư 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 tư. Đoạn bass này nghe hay đó. Anh biết chơi đàn guitar hả? Phải. Lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ đàn cho cô nghe. Được thôi. Chúng ta cùng nhau đàn một bài. Tôi sẽ đợi anh. Sếp à, họ đã tới rồi. Tình hình sao rồi? 2 giờ chiều nay có một người câu cá câu phải thi thể, nhưng chúng tôi không tìm thấy điện thoại hay giấy tờ căn cước trên người nạn nhân. 2 giờ chiều sao? Ngay lúc thủy triều vừa rút, chiếc thi thể trôi từ một nơi khác tới đây. Kevin, Tony, ghi chép lại hiện trường. Kay, ra bờ biển thu thập chứng cứ. Làm việc. Dạ rõ. Bác sĩ Phạm, tình hình sao rồi? Thi thể có hơi trương phình, đã ngâm mình dưới biển một thời gian rồi. Hơn nữa trên người nạn nhân có hơn 20 vết bầm. Sao kỳ lạ vậy? Sau khi máu bị oxy quá, thông thường không có màu tươi như vậy được. Mọi người nhìn nè, những chỗ này thật ra đều không phải vết thương thực tế. Vết thương thật sự của nạn nhân chỉ nằm ở phần lồng ngực này. Vậy tức là nạn nhân bị đâm chết hay bị đánh chết? Chưa trả lời anh được. Nguyên nhân cái chết vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Tôi sẽ tiến hành giải phẫu tìm hiểu thêm. Trong cơ thể xác chết nổi sẽ tích tụ lượng lớn khí và vi khuẩn, nên nếu rạch là sẽ nổ ngay, phải lấy khăn để bịt lại. Kết quả cho thấy vết máu ở trên áo ở vị trí vết đâm là máu của nạn nhân, còn vết màu đỏ ở dưới phần ngực gần vị trí gan là máu nhân tạo. Chúng tôi còn tìm thấy vết máu heo rải rác nhiều chỗ của áo nữa. Máu nhân tạo
Thông thường chỉ dùng để quá trang này nọ, nhưng mà vẫn chưa phải Halloween, không lẽ đại nhân làm gì biểu diễn? Chúng tôi còn tìm thấy mười mấy dấu vân tay khác nhau ở trên khắp cơ thể của nạn nhân. Có thể trước khi chết từng tiếp xúc với một nhóm người. Không lẽ nạn nhân bị giết bởi một tập thể? Chúng tôi không tìm thấy sinh vật phù du trong nội tạng của nạn nhân, vì vậy chắc là không phải chết đuối hay chết ngạt. Vết bầm trên người nạn nhân do tác động của vật cùng tạo nên, có phản ứng sống là vết thương trước khi chết. Có thể sau khi nạn nhân bị đánh đập ngược đãi rồi bị một con dao dài 6cm đâm thủng động mạch tim, sau đó mới bị dứt xác xuống biển phi tang. Cô lấy được dấu vân tay của nạn nhân không? Dấu vân tay mờ hết, có thể đã bị cá rỉa. Đường Tâm, Quy Quy, hai người điều tra theo hướng những người đang mất tích, mau chóng truy ra danh tính nạn nhân. Yes sir. Tiểu Phu, cậu tới những đoàn biểu diễn ở quận Quỳ Thanh xem có ai quen biết nạn nhân không. Yes sir. Đi sai hướng rồi. Trên người nạn nhân không có buộc vật nặng, tức là lúc phi tang xác hung thủ đã rất vội vã. Căn cứ vào lượng thủy triều rút và hướng gió ngày hôm đó, vị trí dứt xác rất có khả năng là ở khu Thượng Hoàng. Bảo Anh, cô liên lạc với đội lặn tới vùng biển ở khu Thượng Hoàng rà soát điều tra. Yes sir. Vụ án liên quan tới tổ chức phạm tội ngược đãi tới chết và phi tang xác, có phải Quy Thành giết người vì thù hận không? Vậy còn máu heo và máu nhân tạo thì sao? Tôi cảm thấy vụ án này không đơn giản như vậy. Bác sĩ Phạm, có xác định được thời gian tử vong của nạn nhân chưa? Từ mức độ phân hủy cho thấy nạn nhân đã chết được khoảng 3 ngày. Trong dạ dày còn sót lại phần mì và thịt heo chưa được tiêu hóa, có thể đã ăn trước khi chết khoảng 4 tiếng. Ba ngày trước, Thượng Hoàng, Quyết Tướng. Có nhận ra người này không? Làm bộ làm tịch. Tụi mình quay phim mỗi ngày, nhìn thấy máu còn nhiều hơn chỗ này nữa. Đó là máu giả đó. Ây, trời ơi. Tài gia, lấy giùm cái áo cho dĩ dân quần chúng đi. Phải người này không? Nhìn phía sau có vẻ giống. Có ảnh trực diện không? Hôm đó tôi định chụp rồi, nhưng lúc đó có người gọi tôi đi. Vậy đây là người thật hả? Miko với diễn như quần chúng đánh gậy nào gậy nấy mạnh lắm đó. Có khi nào họ đánh chết người ta không? Thì họ tưởng là đạo cụ mà, không biết đâu có tội chứ. Có tội ngộ sát mà đại ca. Vậy luôn hả? Nè khoan đã, bình tĩnh đi. Chưa điều tra rõ, không cần phải lo lắng. Mà khoan đã, có quay phim lại không? Nếu có quay phim sẽ xem lại được quá trình và biết được ai là hung thủ. Có. Ở đâu? Dưới cống. Chúng ta tìm đi. Không phải, ý tôi là tôi bất cẩn làm rơi xuống cống rồi không có tìm lại được. Xin lỗi nha, tôi không giúp được cho anh. Tôi có thể giúp đỡ đó. Thì sao mọi người đang điều tra vụ án á hả? Tôi có thể tới khu Thượng Hoàng dùng thuật giao tiếp với động vật, hỏi những chú mèo xem là tụi nó có nghe thấy hay nhìn thấy gì không, rồi báo cho mọi người biết nha. Ok, vậy cảm ơn mèo của cô trước. Ừ. Ông Lâm, ông phụ trách công việc gì trong đoàn phim vậy? Phụ trách đạo cụ. Cô có ấn tượng gì không? Không phải là tôi đâu, tôi chỉ đánh hồn có mấy phát thôi à. Vậy thì tổng cộng ông đã làm hết bao nhiêu hình nộm sát giả? 4 cái. Lúc tôi với mọi người đi về á, cũng chỉ khiêng có 4 cái hình nộm về. Là diễn viên quần chúng đó, anh ta ra sức mà đánh. Phải ngày này không? Phải. Diễn viên quần chúng nè, công ty diễn viên quần chúng đưa tới. Người này không phải là người của công ty tôi. Nhưng tới đó đoàn phim chỉ tìm công ty diễn viên quần chúng của anh thôi à. Ai mà biết. Ê, mày đạo diễn đó thích tìm diễn viên quần chúng theo hứng lắm. Nhìn mặt anh quen lắm đó. Vậy à? Nhưng mà theo người phụ trách đạo cụ nói, nạn nhân không phải diễn viên quần chúng. Khi nào xuất hiện, khi nào rời khỏi hiện trường, không ai biết. Tôi cũng đã hỏi hết tất cả, không ai biết nạn nhân. Vậy tức là nạn nhân không phải diễn viên. Vậy máu giả trên người của anh ta từ đâu mà có? Đóng loại phim thay ma này nhiều lúc phải dùng tới lượng lớn máu giả. Nhưng mà nạn nhân vẫn luôn nằm sấp dưới đất, lưng hướng lên trời, nên rất có khả năng trên đường tới hiện trường đã dính máu giả.
Điều trùng hợp là diễn viên quần chúng kia không ai biết hết, thân phận cũng rất đáng ngờ. Tây Gia nói sau khi quay bù xong không còn thấy anh ta. Rất có khả năng người này đã mang nạn nhân đi. Anh ta chỉ có một mình, có thể đưa nạn nhân đi đâu được chứ? Điện thất, bản đồ. Đã cố định vị trí hiện trường đoạn phim. Bến tàu nơi phi tang xác có gần đó không? Bác sĩ Phạm đã xác định được vết bầm trên người của nạn nhân thực sự đến từ những khúc gỗ trong đoạn phim. Người của đoạn phim cũng nói không thấy nạn nhân động đậy, có nghĩa là anh ta đã ngất trước đó. Nếu những vết bầm đó có trước khi chết thì rất có khả năng anh ta đã bị hại trên đường ra bến tàu này. Ra tới bến tàu này phải mất mười mấy phút. Nếu hung thủ chỉ có một diễn viên quần chúng đó, anh ta chuyển xác bằng cách nào? Nếu như bỏ cái xác chung với những thứ linh tinh vào trong một chiếc xe đẩy đẩy ra đây, chắc chắn sẽ không ai phát hiện. Nạn nhân và diễn viên quần chúng đó đều không phải người của đoàn phim, vậy sao họ lại xuất hiện ở hiện trường quay phim? Vậy thì rất có khả năng nơi xảy ra án mạng không phải ở hiện trường quay phim mà là ở chỗ khác. Sếp tỉnh, tôi đem con mèo tới rồi, bây giờ đang ở trong xe. Cô ấy là Kate. Cô ấy có con mèo bị dính phải máu giả, có thể giúp được chúng ta. Mèo? Vào đêm án mạng, toàn thân con mèo đều dính phải máu giả. Chúng tôi phát hiện nó gần hiện trường vụ án. Tôi nghi ngờ nó từng tiếp xúc với nạn nhân. Vậy con mèo đâu? Bảo anh đem tới phòng anh rồi. Wow, nó ngoan quá, muốn ẵm nó ra chơi ghê. Nè, trước sau gì cũng phải xét nghiệm, mèo ơi ngoan nha. Nó chạy đâu rồi? Nó chạy mất rồi, chết rồi. Chuyện gì vậy? Con mèo đâu? Cái gì? Sếp Dư. Lần này bị đuổi việc chắc rồi. Gần đây tâm trạng sếp Dư không được tốt. Có khi nào giết luôn con mèo không? Với tính cách của ảnh, sẽ lấy nó làm xét nghiệm. Sếp Dương, chỗ này xong rồi. Có cần tôi giúp gì không? Không. Vậy tôi đem con mèo về. Tôi thu dọn xong sẽ đưa cô xuống. Tôi đi lấy túi. Cũng tại mày hết. Ôi, lần này đem bảo bối gì đây? Tôi đi dùng pháp thuật dụ Tadaka uống thuốc. Đều trong chiếc mũ này hồ biến ra con chim. Chà, anh ấy sẽ ngạc nhiên há hốc miệng ra. Trong thời lúc đó tôi nhét thuốc vô trong miệng của anh ấy. Anh lợi hại quá, chiêu dở ẹt về cũng nghĩ ra được. Nếu thất bại thì là dở, thành công thì là chiêu. Chào mừng quý khách. Ê, hey, Điền Trung. Như cũ nha. Được. Anh Tanaka, tôi muốn biểu diễn trò này cho anh coi. Không cần đâu, lần này tới lượt tôi biểu diễn cho. Thật vất vả cho hai người rồi. Mấy ngày nay dụ tôi uống thuốc. Rất cảm ơn hai người. Anh làm gì vậy? Tôi đang tập cách ăn bằng cách trung hứng. Hay là anh thử ném cho tôi đi. Hay. Lợi hại. Sao như vậy mà cũng hứng được? Nghe nói IQ trên 110 mới có thể tung hứng được. Hay là anh cũng thử đi. Hay. Quá hay. Cảm ơn. Dạ. Anh bảo thực, có thể ăn được rồi. Mời. Anh ấy đang tham gia cuộc thi người tượng, có 1 triệu tiền thưởng. Bây giờ coi như luyện tập. Được 1 triệu tiền thưởng nhiều vậy sao? Tiền thưởng không bằng đồ ăn ngon đâu. Tôi không khách sáo nữa. Không kiên trì gì hết. Anh đúng là dở. Anh Tanaka,
Theo ra anh cũng có khiếu đó. Hay là anh cũng thử đi. Thật sao? Ừ, thử đi. Ừ. Thì ra anh đã biết từ lâu. Nhưng mà sao hai người biết tôi bị chứng ảo tưởng vậy? Bọn tôi tới quán của ông Sato ăn mì ramen. Ông ấy nói hết chuyện của anh cho bọn tôi biết đó. Nè, nói tới sư phụ, tôi có chuyện này muốn nhờ hai người giúp tôi. Về tới nhà rồi. Ra đi. Sao vậy, mắc cỡ hả? Nè, anh bạn nhỏ, có chuyện gì vậy hả? Mắc cỡ sao? Gì đây? Sao vậy nè? Mắc cỡ hả? Nó thích anh lắm đó. Với lại tôi cảm thấy anh với nó rất có duyên. Yên tâm đi, tôi buông bỏ hết rồi. Rồi, được rồi, chị Nha đi. Nè 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 nè, mày có cần dính tao tới vậy không đây hả? Đi về nhà đi. Vào nhà thôi. Đi đi. Vào đi. Ha. Được rồi. Bye bye. Được rồi, tao biết là mày muốn cảm ơn tao, nhưng mà dán thì miễn nha, dơ lắm, ngoan. Mày lại muốn cho tao thứ gì đây? See.